chào các bạn thì trên tay mình đây hiện đang là cái bộ cảm biến chống trộm nè các bạn cái này thì nó lắp trong cái đèn nó có một cái đèn led ở đây nữa các bạn thì do cái bộ này hôm trước mình đi ra chai mình thấy nó người ta hư người ta bán nó chỉ còn lại cái cái phần đầu này thôi thì mình đã cắt ra mình lấy cái phần này, cái phần đèn thì mình đã bỏ đi rồi Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta chế cái mạch này lại để chúng ta xài dự phòng khi mà cúp điện đó các bạn Tức là mình sẽ xài điện áp 12V Thay vì nguyên bản của cái mạch này là nó xài điện 220V các bạn à, Tuy nhiên thì 220V thì chỉ khi nào có điện thì mạch này nó mới hoạt động được Còn lỡ như trong trường hợp mà nhà chúng ta bị cúp điện chẳng hạn hoặc là xung quanh ta khu vực ta bị cúp điện chúng ta muốn xài cái nguồn điện dự phòng 12V để báo động chống trộm thì làm như thế nào thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta cải tiến cái bộ này thành bộ 12V thì trước hết về cái bộ cảm biến này thì chúng ta biết rồi nó sẽ có 3 dây như thế này để đấu lên cái đuôi đèn các bạn cái phần đèn và phần cắm rắc vào đó thì 3 dây này thì lần lượt sẽ là dây nâu và dây xanh là hai dây điện cấp điện 220V đi vào. Còn dây xanh và dây đỏ là hai dây cấp điện đi ra, tức là dây xanh sẽ là dây chung các bạn. Thì để mình sẽ thử luôn cho các bạn xem mạch này nó hiện giờ nó vẫn còn đang hoạt động được. Thì mình kiểm tra thì thấy mạch này nó vẫn hoạt động bình thường các bạn, để mình lấy cái bóng đèn mình thử cho các bạn. Thì ở đây mình có cái bóng đèn 220V đờ đèn tủ lạnh các bạn. Ở đây mình sẽ kẹp hai dây này là hai dây đường ra này các bạn. Điện đường vào, đầu vào 220V các bạn sẽ kẹp dây màu xanh và dây màu nâu. Rồi, đây là điện vào, đây là điện ra. Bây giờ mình sẽ cấp điện và thử cho chúng ta xem ha. thì mặt này nó vẫn còn hoạt động bình thường bây giờ khi chúng ta đi ra ngoài đó chúng ta quơ tay quơ chân thì có chuyển động thì cái đèn này nó sẽ sáng và trên này chúng ta có thể điều chỉnh được cái thời gian và độ nhạy của cảm biến cũng như là chỉnh chế độ sáng tối nè các bạn thì cái nút bên đây là nút like nè các bạn thì ở đây mình chia sẻ sơ qua chút xíu về cái mặt này cái nút like bên này các bạn thấy nó có một cái bóng đèn bên đây là hình mặt trăng bên đây hình mặt trời nè có nghĩa là cái này nó có cảm biến ánh sáng nếu như chúng ta dặn về phía bên buổi tối bên mặt trăng tức là bên buổi tối thì ban ngày cái đèn này nó sẽ không hoạt động được các bạn nó có cảm biến ánh sáng ở đây ban ngày nó sẽ không hoạt động buổi tối nó mới hoạt động còn nếu như chúng ta chỉnh về phía bên phía bên mặt trăng mặt trời tức là bên sáng thì ban ngày hay ban đêm gì thì khi có chuyển động nó cũng đều hoạt động hết cái cảm biến thứ hai nữa cái 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 volume thứ hai để chỉnh đó là cái nút timer có nghĩa là cái thời gian sáng của cái bóng đèn này ví dụ như khi nó có chuyển động một cái thì bóng đèn này nó sẽ sáng trong thời gian bao lâu thì cái này chúng ta có thể chỉnh được từ vài chục giây ví dụ như chúng ta dặn nhỏ nhất thì nó khoảng 15 20 chục giây gì đó cho tới lớn nhất là nó khoảng mấy phút đó các bạn rồi cái nút thứ ba là cái nút sen này là cái này là chỉnh cái độ nhạy của cảm biến các bạn ở xa hay gần ví dụ như chúng ta đi tới nó khoảng cách 5 m hay là 10 m hay là 3 m gì đó thì chúng ta sẽ chỉnh cái cảm biến này để tăng giảm cái độ nhạy của cảm biến, độ gần độ xa của cảm biến. Rồi thì bây giờ mình sẽ gỡ ra và tiến hành độ cho nó thành đường 12 V nha các bạn. Thì mục đích của mình là chuyển nó thành 12 V để chúng ta xài khi cúp điện các bạn, tránh tình trạng là có điện thì mới xài được. Thì ở đây người ta đổ keo cứng hết các bạn, nó nó hàng nhựa cứng luôn, mình phải khửi cái này ra nè các bạn. Các bạn phải dùng uh, tua vít các bạn khửi cái này ra. Đó. Thì khi chúng ta khửi ra thì bên trong nó sẽ có hai mạch. Một cái mạch cảm biến và một cái mạch nguồn relay các bạn. Thì mình sẽ rút ra ngoài hết để mình uh, kiểm tra và hàng dây lại các bạn để mình dặn cái nút này ra luôn. để mình rút dây ra cho nó dễ thôi chứ không gì các bạn đó à cái này các bạn thấy người ta quăng ve chai xình không cái này thì kèm theo nó nó có cái led nữa nhưng mà hôm trước cái led nó cũ quá mình gỡ mình bỏ mình không có xài đây, đây là ba dây điện đầu vào của nó nè các bạn. thì các bạn thấy ba dây đầu vào của nó nó sẽ hạ áp qua con tụ nè. Tụ và trở này để hạ áp, để nắng ra sau đó nó nắng ra điện áp DC để nuôi cho mạch. Như vậy thì ở đây không biết điện DC của nó là bao nhiêu V để mình kiểm tra. Ở đây các bạn thấy nó có một con Zener nè các bạn. Đây. Đây nó có một con diode Zener 8 8V3 nè, 8V2 nè, 8V2 đó nó ghi map là điện áp ở đây chỉ được cấp cho nó là 8V2 thì thực tế chúng ta không quan tâm tới cái phần này các bạn vì cái mạch này nó vẫn còn đang hoạt động có nghĩa là cái phần zener phần nguồn này phần relay này vẫn hoạt động bình thường cho nên mình cũng không can thiệp vào cái đường này bây giờ mình chỉ can thiệp vào cái cái đường ra đường đường cấp vô này thôi các bạn thì các bạn biết là thay vì mình sẽ cấp điện áp vào 220V qua dây nâu và dây xanh còn dây đỏ là dây xuất tín hiệu ra thì bây giờ mình sẽ lấy ở đây mình cấp điện trực tiếp vào cái chân này nè các bạn đây dây xanh thì sau khi đi vào đây nó sẽ đi qua con tụ nè khi đi qua con tụ đây thì đồng thời nó tiếp tục nó qua một con điện trở ở đây để nó chỉnh lưu qua cái hai con diode nè các bạn đây hai con diode nè đây và cái đường thứ hai là đường màu nâu đường màu nâu là cái đường nằm tuốt dưới này đây các bạn đường nâu thì thì nó cũng được nắng qua hai con diode nè các bạn hai con diode nè để nó tạo điện áp dương và điện áp âm sức ra cho hai chân này thì điện áp dương đâu rồi để mình coi coi đây điện áp âm nó nằm dưới này các bạn âm hoặc dương để còn ra thêm trên cái tụ này các bạn sẽ biết điện áp dương nằm ở đâu hoặc là trên đầu diode nè các bạn thì đây chính là chân dương nè các bạn hai con này là dương nè và chân này với chân này là chân này với chân này là dương nè còn chân âm là nó nằm đây nó đi vòng xuống đây đây nó ra đây vậy ngay con tụ lớn này là các bạn thấy đây chính là điện áp âm và dương <laughs> vì cái relay này là relay cái relay này là relay tới 24V lần các bạn đây relay 24V như vậy thì cái điện áp cấp ra cho relay này chắc chắn đây nó phải trên nó phải là mười mấy gần 20V hoặc là 24V các bạn cho nên tiếp tục ở đây đường áp dương ở đây nó được tiếp tục nó qua một con trở và một con zener này các bạn Đâu rồi ở đây. ở đây nó có một con Zener để ghi map cho điện áp cấp cho cái module bên này chỉ có 8 con 2 thôi đây chân này đây điện trở đây nó hạ dương về nè các bạn điện trở từ nguồn dương nãy nè nắm ra nè nó hạ về đây sau đó nó được ghi map bởi cái con Zener găm từ âm và dương nè dương âm nè để nó cấp cái mô này chỉ hoạt động ở mức là 8V thôi các bạn 8V2 thôi vậy đường âm thì nó dòng xuống đây nó xài chung rồi các bạn âm dòng đây xài chung nè dương lúc này nó còn 8V2 nó cấp qua đây nè đường này là đường tín hiệu ra nè để kích cho relay nè thông qua một con transistor nè đó như vậy thì mình sẽ cấp điện áp vào ở cái đầu này các bạn dạ, yep, áp vào ở đầu này mà bây giờ vì mình xài 12V cho nên mình sẽ đổi cái relay này thành relay 12V nha các bạn đổi relay này thành relay 12V là được sau đó chúng ta sẽ cấp điện dương và điện âm vào hai cái chân tụ này vào ngay hai cái chân tụ lớn rồi nè các bạn đây chân này hồi nãy của nó ra là 24V đó thì mình giờ mình cấp 12V vào đây thôi mình đổi relay luôn còn cái dây đỏ ra thì mình vẫn để yên nguyên rồi bây giờ các bạn chờ mình đi tìm cái relay 12V nha rồi mình có một cái relay 12V đây các bạn đây đây là 12V DC nè đó, mình đổi relay này cho cái relay 24V trên này. Vì trên này relay này nó tới 24V. Đây, nó là 24V. Bây giờ mình sẽ hút cái relay này ra, mình đổi cái relay 12 vào. Rồi. Thì relay cái chân nó giống thịt như nhau thì mình cứ đổi vào thôi các bạn. 5 chân hay 4 chân thì cũng được, cái này mạch này nó sử dụng có một chân thường mở thôi. Chân thường mở để khi nào cần thì nó đóng relay lại, còn chân thường đóng thì nó không có. Thì mình cũng sử dụng cái relay này là relay bốn chân luôn. 5 chân các bạn sử dụng vẫn được bình thường ha. Nếu như có relay 5 chân thì cứ đúc relay 5 chân bình thường. Rồi chúng ta cứ hàng lại và chúng ta cấp điện vào là được các bạn. Để mình thử nha. Tiếp theo là về cái phần nguồn các bạn mà nguồn cấp cho nó. Thì hai cái dây màu xanh và dây màu nâu mình bỏ ra rồi. Bây giờ mình sẽ lấy hai dây khác để mình cấp nguồn cho nó. À, thì ở đây mình sử dụng nguồn là nguồn 12V. Vậy thì mình sẽ dùng một dây đỏ, một dây đen để mình cấp nguồn cho, cho chúng ta dễ phân biệt. <laughs> Thì nguồn cấp như thế nào thì chúng ta cứ nhìn trên mạch này các bạn Do mình sử dụng nguồn điện áp quy 12V Mình đã đổi relay 12V rồi thì bây giờ mình sẽ cấp nguồn để cho relay này hoạt động được Thì mình sẽ cấp nguồn dương vào ngay chân dương lớn của con tụ này nè các bạn Dương lớn của con tụ này Đồng thời là chân giữa của relay để khi tiếp điểm nó đá ra Thì cái dây ở nãy này, dây đỏ nãy này nó được nhận cái điện áp dương Chính vì vậy dây dương mình sẽ cấp vào ngay chỗ cái chân giữa của con con relay này luôn nè các bạn đồng thời mình hàng cái chân giữa và cái chân dương bên anh đây là chân dương của tụ nè hàng hai cái này lại luôn vậy mình sẽ cấp dây đỏ vào đây đây chính là điện áp dương đó rồi mình nhờ, các bạn nhớ hàng cái chân giữa của relay với cái chân này luôn nha các bạn cái chân vô này để cấp điện áp dương cho nó Rồi, vậy là chân dương mình hàng vào đây. Chân âm thì các bạn cứ hàng vào chân âm chung của cái phần nguồn sau khi được nắng ra này các bạn. Chính là cái chân nó nằm phía bên trên này nè. Đây nè, cái chỗ này nè. Đây nó đi vòng qua đây, nó đi vòng qua cái xuống đây. Ra đây. Đó, vậy chúng ta sẽ hàng vào ngay chân bên này. Thì ở trên này nó còn một chỗ để nó ghim có cái lỗ nè. Thì chúng ta cứ găm dây vào. Chương âm thì các bạn sẽ hàng vào cái đường âm chung Âm chung của tụ là đường này các bạn Rồi Rồi như vậy thì hai cái dây này chính là hai dây cấp nguồn Dây âm là xài chung các bạn Còn dây đỏ này là chúng ta sẽ nhận cái điện áp ra Điện áp ra là điện áp dương nha các bạn Rồi bây giờ mình sẽ luồn vào cái bộ vỏ này để mình thử cho các bạn xem Rồi. Bây giờ mình sẽ cấp hai cái điện áp âm dương vào đây. Mình sẽ lấy một cái bóng đèn để mình thử tàu ra luôn nha các bạn. Thì thử đầu ra thì chúng ta sẽ lấy một dây màu đỏ nè các bạn, dây màu đỏ hồi nãy điện áp ra nè. Mình sẽ nối vào một chân đèn. Và dây âm là chúng ta xài chung. <laughs> Rồi như vậy mình sẽ cấp nguồn âm vào đây Nguồn dương thì chúng ta sẽ cấp vào dây đỏ con đây kìa Cho nên hồi nãy mình mấy hàng đường dương đó các bạn Ta đẩy cái nắp lại cho nó hoàn thiện Rồi thì bây giờ khi chúng ta có chuyển động thì đèn nó đã phát sáng rồi các bạn Bây giờ mình sẽ để im không chuyển động nữa cho đèn này nó tắt nha các bạn Rồi các bạn thấy đèn đã tắt rồi đúng không? Bây giờ khi mình chuyển động nè, đó, tay mình vừa, tờ vừa chuyển động thì cái đèn nó đã phát sáng lại các bạn. Như vậy là mạch đã hoạt động OK các bạn. Vậy chúng ta đã chuyển đổi công năng của nó từ điện 220V à, sử dụng điện lưới 220V bây giờ chúng ta đã chuyển nó thành điện 12V để sử dụng khi mà ở cái khu không có điện hoặc là những ngày chúng ta cúp điện đó các bạn, thì chúng ta có thể sử dụng bộ này để cảnh báo cho xung quanh nhà chúng ta rồi rất đơn giản đúng không các bạn rồi với chia sẻ này thì hy vọng là có bạn nào mà có cùng cái mục đích tương tự như mình thì có thể dựa vào đây để chúng ta làm cái bộ này cho nó phù hợp cảm ơn các bạn